Ok. Nếu mà mình mà nói nhỏ quá thì mọi người có thể comment để mình nói to hơn, được không ạ? Đấy thì đến thường 21:30 tối nhật hàng tuần, tối thứ năm hàng tuần thì trên bộ phận cá nhân thì mình có livestream mình trao đổi. Trước đây thì vào chủ nhật nhưng mà bây giờ chuyển thành thứ năm, bởi vì chủ nhật thì nó có vào lịch bóng đá nên là mọi người cũng bận đấy, rồi cả nhà đi chơi. Thế thì những cái mà trao đổi chính ở đây thì chủ đề hôm nay đó là một cái việc mà mình trao đổi, mình chia sẻ những cái trải nghiệm của mình, đó là về AI nó cái thay đổi cái ngành SEO. Và như mình thấy rằng nó giết chết một, dùng từ giết chết thì mà trong ngoặc kép ấy, thì một lượng người mà làm SEO có thể là từ xưa đến nay làm lâu rồi, hoặc là những người mới làm chẳng hạn, hoặc cũng những website mới thì dễ bị bỏ cuộc. Đây là dựa vào cái quan điểm cá nhân, dựa vào cái trải nghiệm cá nhân của mình đấy. Thì ở trong cái livestream mình cũng có nói những cái thông tin ở trên này. Thì cái ý thứ nhất là nó thay đổi ngành SEO. Chúng ta biết rằng là gì, trước đây thì có công cụ là Yahoo rồi Bing, đúng không? Thì khi mà Google ra đời, Google cũng có từ bắt đầu là Google có thuật toán viết danh, cũng có cái lợi thế về thuật toán viết danh ấy. Thì đó là thuật toán mà gọi là độc quyền, gọi là bằng sáng chế của Google, và chỉ một mình Google được thôi. Hình như là có một lần là Yandex ở bên Nga bị public cái thuật toán ra thì cũng có thuật toán viết danh ở trong đó, nhưng thực tế thì Google thì thuật toán cốt lõi của nó thì vẫn là thuật toán viết danh thôi đấy. Thế thì cái bản chất là với AI thì nó thay đổi ngành SEO như thế nào? Thực ra thì các bạn cũng biết rồi ấy, AI thì nó thay đổi tất cả mọi mặt cuộc sống của con người, từ cái việc mà chúng ta từ việc y tế, từ việc sức khỏe, từ cái việc mà chúng ta di chuyển ô tô tự lái, rồi tất cả những các vấn đề về về khoa học, về y tế, về kỹ thuật, thì AI dần dần họ có thể dần dần AI ấy, thì có thể là thông minh, có thể phát triển được đến cái việc mà sẽ thay thế được phần lớn là con người đấy. Thì cái đấy thì mình không không có đi bàn về chi tiết về cái việc là thay đổi như nào, mà ở đây mình sẽ tác động tập trung vào cái việc là AI sẽ tác động đến cái ngành SEO, ngành SEO, ngành marketing như thế nào. Thì cái việc đầu tiên các bạn biết rằng là gì, Google hay là Bing hay là kể cả như là Yahoo hay là như bây giờ là Facebook, Twitter chẳng hạn, thì họ đều có những thuật toán và sử dụng AI để học những cái thuật toán đó, để có những thuật toán. Bản chất AI thì nó cũng từ những thuật toán ra thôi, và sau đó nó sẽ tự học. Thì bản chất mục đích của Google thì của tất cả các nền tảng xã hội thì bản chất đó là user đấy, và cái việc kiếm tiền của họ đó là từ quảng cáo đấy. Thế thì cái chuyện mà ví dụ như chúng ta đang nói về SEO kể cả Google hay Bing, thì bản chất khi một người người ta tìm kiếm một cái thông tin nào đó ở trên Google, trên Bing, thì cái vấn đề rằng là gì, cái dữ liệu mà trả về mà đáp ứng được cái hành vi người dùng đấy, đáp ứng được cái hành vi người dùng, cái người mà tìm kiếm ấy, giả sử hay người ta gọi là cái search intent, cái ý định tìm kiếm của người của tìm kiếm, hoặc là cái user intent, ý định tìm kiếm của người dùng, thì khi mà cái việc mà những cái nội dung, những cái thông tin mà trả về mà đáp ứng được như vậy thì là các công cụ đấy đã hoàn thành, đúng không? Nhưng vấn đề rằng là gì, đầu tiên thì cái việc AI nó sẽ tác động đến là gì, một là các cái thuật toán nó sẽ dần dần nó sẽ thông minh hơn, và nó khi mà đã có nhiều dữ liệu nó tự học được rồi, đặc biệt là như Google là có rất là nhiều dữ liệu của chúng ta, rồi Facebook thì có những dữ liệu cá nhân, rồi kể cả Bing họ cũng có. Thì cái việc mà thứ nhất là gì, cái dữ liệu, kho tàng dữ liệu, ở đây mình sẽ nói cái bước đầu tiên là cái kho tàng dữ liệu trong lúc đó thì sử dụng AI thì nó sẽ rất là nhiều đấy. Thì khi đó thì đôi khi ấy, là các bạn sẽ thấy rằng là phần sau mình sẽ nói thêm một chút về sâu về nó hơn, đó là gì, thứ nhất là các kết quả trả về. Trước đây thì các bạn sẽ thấy rằng là có thể là Google cần phải 1 triệu kết quả, cần phải Bing nó cần phải 1 triệu cái URL dữ liệu về, ví dụ như bạn search một cái từ khóa là kiếm tiền online chẳng hạn, hoặc là khóa học SEO Manager hay là SEO gì đó chẳng hạn, thì trước đây nó cần khoảng 1 triệu cái trang web để nó thuật toán, để nó chạy, để nó đưa ra kết quả. Nhưng bây giờ thì nó không cần như vậy. Bây giờ thì đôi khi nó chỉ cần có 100, 200 cái kết quả, và 200 kết quả đó thì nó dựa vào các cái thuật toán. Ở đây mình sẽ nói sâu hơn, đó là gì? Nó dựa vào thuật toán, và thuật toán này ngoài bằng cách là con người viết ra, thì những cái thuật toán mà sau này AI nó sẽ tự học được, nó sẽ tự viết được những cái thuật toán của nó tự điều khiển được cái công cụ tìm kiếm đó, nó
biết được cái định danh của một người nào đó, thì AI lúc đó nó sẽ phát triển đến một thời điểm là nó sẽ tự biết làm tất cả các thứ đó. Thì khi mà đó như vậy ấy, thì lẽ ra trước đây nó cần phải 1 triệu kết quả, thì cái AI bây giờ nó sẽ gì, nó bảo là bây giờ trong mắt Google là nó chỉ có 100 kết quả hoặc 200 kết quả này là uy tín thôi, thì AI nó chỉ cần sử dụng 200 cái kết quả đó trong tổng cái dữ liệu của nó để nó trả về một cái lượng dữ liệu đấy. Và các bạn biết rằng là gì, như Google với Bing bây giờ thì nó đã trả về một lượng kết quả, có nghĩa là khi một người dùng search thì nó đã tự liệt kê ra, và những kết quả đấy là gì, là do AI nó viết và AI tham khảo các cái nguồn. Thì cái việc đầu tiên là gì, cái tác động đầu tiên của AI đó là gì, những cái thuật toán của Google, của Bing, của các công cụ tìm kiếm, và thuật toán đó thì bao gồm những thuật toán để xử lý dữ liệu và thuật toán để thu thập dữ liệu nhé, nó gồm hai cái loại đó đấy. Thì cái việc như vậy thì nó làm việc nhanh hơn, thông minh hơn, hiệu quả hơn đấy. Đấy là cái thứ nhất, là các bạn sẽ thấy rằng à, trước đây thì Google có nói rằng là chúng tôi có 200 yếu tố chia ra hàng nghìn yếu tố, và bây giờ không phải chỉ nghìn yếu tố đâu, nếu như AI họ bắt đầu họ làm việc sử dụng AI thì có thể là AI nó có thể tự viết ra được hàng triệu các cái thuật toán riêng lẻ đó để mà sắp xếp rồi để làm việc. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là về, đấy là ý thứ nhất là AI nó tác động trực tiếp đến các cái thuật toán của Google và của cả Bing. Cái tác động thứ hai cái tác động thứ hai đó là gì, cái việc mà trước đây thì chúng ta thấy rằng là Google nó cập nhật, trước đây các bạn thấy Google thường cập nhật từng cái thuật toán gọi là lẻ nhỏ, đơn lẻ. Bing thì khi cập nhật thuật toán thì họ không công bố, nhưng mà ví dụ Google thì thường những cái thuật toán mà cốt lõi của Google mà lớn ấy, thì họ thường public trên các cái nền tảng như Twitter rồi LinkedIn, đặc biệt là Twitter. Thế thì cái việc mà trước đây thì hệ thống mà không có AI ấy, thì các cái thuật toán đó nó cập nhật thì nó sẽ mất nhiều thời gian hơn, hoặc nó sẽ phải cập nhật đơn lẻ từng cái thuật toán một đấy. Thế nhưng đến bây giờ có AI, nó có thể tự học, nó tự làm, thì nó sẽ kết hợp với cả việc con người. Thì khi đó cái việc mà thuật toán nó cập nhật thì nó không phải cập nhật một thuật toán mà nó cập nhật cùng lúc song song. Google cũng có nói rằng là một năm đến hàng bao nhiêu nghìn, năm ngoái tôi không nhớ là 4 hay 5 nghìn cái thuật toán ấy, là nó cập nhật liên tục hàng ngày đấy. Nhưng mà có những chỉ những thuật toán đó, như Bitcoin hay là hệ thống spam hệ thống ấy, thì hoặc là cái gì đó về do money do ai, hoặc là về product review, thì khi đó hoặc một cái thuật toán mới nào ra đời mà trước đây chưa có thì thường là nó cập nhật đơn lẻ. Còn như bây giờ các bạn biết rằng là hiện tại, như bây giờ trong cái lúc mà mình đang live stream, mình đang nói chuyện với các bạn như thế này, thì hiện tại là Google vẫn đang có hai thuật toán mà cập nhật song song. Đó là thuật toán Bitcoin là thuật toán cốt lõi, thuật toán gọi là Bitcoin nghĩa là cái lõi. Nhưng mà thực tế rằng là gì, là nó sẽ chạy, chúng ta hiểu đơn giản là nó sẽ chạy cùng một lúc, là gì, cái thuật toán đấy nó giả sử như là nó đặt tên là như vậy, và nó sẽ chạy cùng một lúc hàng nghìn thuật toán, hàng trăm nghìn cái thuật toán, hàng triệu cái thuật toán mà công thức thuật toán để xếp hạng chạy cùng một lúc như bây giờ. Tiếp tới là gì, cái hệ thống spam system thì có thể là, thứ nhất là có thể là content spam, nội dung spam, thứ hai là có thể là những cái liên kết, những cái yếu tố ở page bên ngoài nó spam, có nghĩa là nó sẽ chạy song song cả hai cái đó cùng một lúc đấy. Thì cái việc như mình nói bây giờ thì thứ nhất là về cái thứ hai mà mình đang nói đến tác động của AI là gì ạ, là nó sẽ kết hợp việc là con người, bản chất thì vẫn phải dùng con người thôi đấy, con người để vận hành, nhưng mà các cái thuật toán AI đó nó sẽ giúp cho AI nó sẽ giúp cho các thuật toán của Google làm việc nhanh hơn, hiệu quả hơn đấy. Đây là đang nói là cái tác động thì đầu tiên là phải tác động đến các cái search engine trước đấy. Thứ nhất là gì, là trước đây thì các bạn biết rằng là khi mà các bạn làm, nếu các bạn nào SEO, làm SEO ở Bing là hiểu nhất đấy, từ hồi mà ChatGPT, Bing nó kết hợp với ChatGPT thì cái việc mà như bọn mình làm SEO ở Bing nó không còn lên top được nhiều như ngày xưa nữa đấy. Trước đây thì cứ viết content mới là lên top ở Bing, nhưng bây giờ lên top rồi mà không có liên kết thì sẽ bị tụt đấy. Và Bing và bản thân mình nhá, trước đây thì bọn mình làm ở cái CMS của mình thì Nockzin và VBS ấy, các bạn có thể cài được cái Nock, chỉ dùng một công lệnh, nhưng bọn mình cài sẵn cái đấy rồi, các bạn chỉ gõ cái lệnh như thôi, thì nó sẽ có cái Nock mà để bot của Bing, bot của Google hoặc bot của các công cụ tìm kiếm khác mà crawl dữ liệu của các bạn ấy, thì nó sẽ có cái file Nock đó đấy. Thế nhưng mà khi mà mình phân tích, mình để ý trong vòng một tuần qua, với những cái size mà index cũng khá là nhiều, đến vài chục nghìn, đến vài trăm nghìn ấy, thì
cái lượng bot của Bing vào nó cũng ít hơn. Đấy là cái mà vấn đề mà mình đã nói là cái tác động thứ nhất. Đấy, lẽ ra là ngày xưa nó cần phải 1 triệu kết quả để nó sắp xếp, nhưng bây giờ nó bảo không, tao chỉ cần tao thấy rằng là à có 100.000 cái ông này, là 100 cái ông này là uy tín rồi, thì tao sẽ lấy chỉ dữ liệu của 100 ông này thôi, sau đó tao kết hợp với AI của tao để cho nó viết lại, để nó trả về kết quả nó phù hợp hơn. Đấy, thì cái thứ nhất là như vậy. Cái thứ hai, ok, chào Nga và chào Tuấn và chào cháu Trang. Thì cái thứ nhất là gì? Nó tác động đến các thuật toán. Đấy, nó không cần nhiều dữ liệu như ngày xưa. Cái thứ hai là các thuật toán làm việc nhanh hơn. Đây là tác động đến các cái công cụ tìm kiếm nhé, cái mình nói. Đấy. Cái thứ ba ở đây mà mình muốn nói về cái việc mà khi AI ấy, thì nó tác động đến các cái việc mà thuật toán là như thế nào, kể cả Google với mình. Thì các bạn hiểu đơn giản như này, có trước đây thì cần phải có con người đề xuất, cần phải có con người report. Ví dụ như chúng ta phải report, chúng ta thấy Google luôn luôn có những cái form, à thấy những đơn vị này report, thấy những đơn vị này spam, thấy những đơn vị này thao túng thuật toán của Google. Thì trước đây thì cần nhiều lượng như thế. Thế nhưng đến bây giờ với kết hợp của AI thì đôi khi AI nó sẽ tự động, nó sẽ sinh ra được những cái thuật toán mới và nó sẽ tự xác nhận cho Google. Lẽ ra ngày xưa chúng ta bảo ta thấy thằng Thùy bây giờ nó xây dựng một hệ thống sao vệ tinh tiếng Việt tiếng Anh như vậy để thao túng thuật toán của tao, thì đôi khi trước đây là nó sẽ có những thuật toán mà viết bằng tay, đôi khi cần phải có đối thủ, hoặc đôi khi có phải có một lượng người nào đó kháng cáo report đến Google, à thằng Thùy nó đang xây dựng hệ thống để thao túng thuật toán. Thế nhưng đến bây giờ thì cái thứ ba là gì, cái thuật toán mà lẽ ra mà bằng làm bằng tay hoặc được con người tác động vào, thì có thể, đây là trên cái quan điểm cá nhân của mình nhé, là có thể rằng là gì, Google nó thấy nó chạy những thuật toán của nó và AI nó có những thuật toán như vậy, thì UAI nó bảo bây giờ ta thấy một cái trường hợp như này, AI sau đây không phải một trường hợp mà nó thấy rằng là những cái trường hợp này như này đang thao túng thuật toán của nó và trả về kết quả không phù hợp. Thế vậy thì có thể là AI nó tự đề xuất ra. Đấy, có thể tự đề xuất để mà cho người dùng, người của Google có thể kiểm duyệt rằng thuật toán này có nên phát hành hay không, hoặc là gì, AI nó có thể rằng là gì, bây giờ kệ, mặc phó, không cần phải người nữa, AI nó sẽ tự động, nó sẽ viết ra những cái thuật toán mới và nó sẽ đưa ra nó test. Bản chất ở đây thì AI cũng không thể chắc chắn được nó đúng hay nó sai, thế thì AI lúc đấy mới chỉ là gì, đưa ra, sau đó thì AI lại đưa ra test ra cho người dùng, bảo đây là với từ khóa này tao trả về một lượng kết quả này, ta thấy thuật toán này nó phù hợp, ta cho một tương đương thằng lên tốt và cho tương đương thằng tụt tốt. Thế khi đó thì AI nó sắp xếp dữ liệu lại và nó đưa ra những cái thống kê, và lúc đó thì người của Google sẽ trực tiếp là quyết định là có nên phát triển thêm cái thuật toán này không, có nên cho AI đưa ra một thuật toán mới này hay không. Đấy, ví dụ như bây giờ trước đây nó có thuật toán gọi là các cái yếu tố về Gemini, Gemini. Thế nhưng bây giờ thì nó có một cái thuật toán là chuyên về product review, là chuyên những cái trang web mà như bọn mình nào mà bên Mỹ ấy, các bạn nhìn thấy là gì? Tất cả những cái trang web mà review, gọi là review các sản phẩm, review các cái dịch vụ ấy, thì mà không uy tín thì hầu như Google cho tụt, vừa rồi là tụt hết. Và mình cũng bị một lượng rất là nhiều sai bị tụt như vậy, không phải chỉ mình mà cả chị anh chị em học viên nữa. Đấy, nói thì như vậy thôi, chứ còn bản thân thì bọn mình vẫn tập trung 80% là mình SEO ở Bing. Và Bing thì cũng vậy thôi, Bing thì họ cũng sẽ có những cái thuật toán như vậy. Và đến, mình nhớ không lầm là đến tháng 10 này, và bắt đầu từ tháng 1 năm 2024 thì Google, Bing họ có thể rằng là AI của họ có thể tự nhận biết được đâu là những cái backlink, đâu là những cái liên kết mà có thể là spam, có thể là xấu và nó ảnh hưởng đến website. Ví dụ như bạn làm một trang web về đào tạo SEO nhưng đối thủ họ chơi xấu, họ đi liên kết từ những cái site spam, từ những cái site sexy, từ những cái site bet cá độ gì đó, nó không phù hợp với lĩnh vực của bạn, thì như vậy thì có thể là thuật toán Google Bing nó nói rằng là AI của nó có thể phát hiện được ra là không tự nhiên, và như vậy là có thể nó xóa bỏ cái đấy, nó không coi cái đấy nữa, thì những cái trang web đó của chúng ta bị liên kết bẩn, liên kết xấu, chúng ta không cần discover nữa. Và Bing hiện tại cũng đã đóng cái, hình như bây giờ đóng cái công cụ discover giống như Google, có thể từ chối liên kết ở Bing. Thì đấy là ba cái mà mình nghĩ rằng nó sẽ tác động lớn đến các cái thuật toán, cách thức mà Google vận hành. Ở đây thực ra thì nó còn có những Google và cả Bing nhé, các công cụ tìm kiếm khác. Bing mà lên tốt thì Yahoo cũng tốt, DuckDuckGo cũng tốt. Ở đây thì mình sẽ bỏ qua trường hợp ví dụ như mai mốt thì Google nó sẽ áp dụng nhiều về máy tính lượng tử làm việc nhanh hơn hay là cái gì đó. Mình sẽ ở đây mình đang tập trung nói về cái chuyện là tác động của AI đến cái việc mà các thuật toán. Đấy là cái thứ nhất, ba cái chính mà liên quan đến thuật toán. Cái thứ hai là gì? Thuật toán hiện nay nó có nhiều thuật toán, không phải chỉ trong thuật toán về cách thức mà Google hoạt động đâu, mà kể cả các thuật toán mà giúp cho
bot của Google, bot của các công cụ tìm kiếm Bing rồi của Google, nó gọi là gì, nó gọi cờ đo dữ liệu, nó lập chỉ mục, nó gọi thu thập dữ liệu. Ở đây thì mình đang nói thuật toán chung chung đấy, đấy là cái tác động thứ nhất mà của AI nó sẽ tác động đến đấy. Tí nữa mình sẽ nói sâu hơn về cái ý thứ hai, ý đầu tiên của cái tác động thuật toán, nên là ngay như bản thân bọn mình cũng bị ảnh hưởng rất là nhiều. Cái thứ hai ở đây thì cái AI nó thay đổi hoàn toàn cái việc mà cách mà con người, cách mà những người làm chủ, người webmaster, cách mà những người làm SEO, làm SEO đấy. Thì có thể rằng là gì, trước đây thì chúng ta, bọn mình thì thực ra từ hồi ChatGPT nó ra đời, chứ không ngày xưa bọn mình dùng Jasper, dùng Jasonic, dùng những công cụ copy.ai ấy, thì bọn mình SEO ở Bing rất là ngon. Nhưng mà sao, từ cái hồi mà thằng Bing chat, nhất là thằng ChatGPT, sau đó thằng Bing lại mua ChatGPT, thằng Bing lại lại đầu tư vào đó. Thế thì cái việc mà gì, thứ nhất là như bọn mình là những người mà đang có lợi thế, bọn mình có cái CMS, Affiliate CMS đang có lợi thế rất tốt để có thể tạo ra được một lượng content mới, lượng content tốt, từ khóa có thể đáp ứng được cái hành vi người dùng. Khi người dùng search từ Best Coffee Maker, Best Coffee Maker, thì cái CMS của bên mình các bạn chỉ nhập từ khóa đấy vào thì nó trả về một kết quả, một list, cái kết quả là một những list các cái sản phẩm mà tốt nhất về cái máy cà phê đấy. Thế nhưng mà khi mà lúc đó thì các bạn ạ, mình có nghĩa là gọi là auto đi, tạo nhiều được content mà đáp ứng được người dùng. Thế nhưng mà khi mà ChatGPT ra đời thì có một lượng người webmaster là gì, họ không cần phải dùng CMS của mình, họ chỉ dùng Word của Dev thôi. Thay vì CMS của ông thì ông có thể tạo một ngày 100 bài, 1.000 bài, nhưng mà bây giờ thôi, tôi dùng ChatGPT ngày tôi làm 40 bài, 50 bài thôi, đúng không? Thì cái tác động thứ hai là nó tác động đến cái cách thức mà con người, những cái người webmaster, những người làm SEO triển khai nội dung. Có nghĩa là gì? Trước đây chúng ta thiết kế website ra, chúng ta làm nội dung, chúng ta phải làm rất là nhiều thứ. Nhưng bây giờ có ChatGPT thì nó giúp cho cái người làm SEO, làm content, có thể là lên outline, lên cấu trúc outline, lên viết bài, lên đoạn, rồi ngay như cái việc mà viết cái title, viết cái description nó rất là khó. Bởi viết một hai cái làm sao, nhưng một cái từ khóa chúng ta viết đi viết lại nhiều thì cái việc mà ví dụ như chúng ta có 10 website đấy, hoặc chúng ta viết đi viết lại website 2-3 website thôi, nhưng mà những cái sản phẩm của chúng ta nó có quay đi quay lại ấy, thì cái việc mà nó sẽ gây nhàm chán, thì cái việc mà AI đấy nó sẽ tác động bằng cách là gì ạ, nó sẽ giúp cho những cái người writer có những thêm ý tưởng. Ví dụ như viết title ngắn thì không nói làm gì, nhưng cái thẻ meta description này, cái phần summary, cái phần SAPO ấy, nó chỉ khoảng 2-3 dòng thôi, thì những cái đoạn đó nếu con người chúng ta mà viết nhiều quá, chúng ta viết nghĩ ra viết nhiều quá thì đôi khi nó sẽ hết ý tưởng đấy, và nhiều khi nó chán, thì cái AI nó sẽ giúp cho chúng ta như vậy. Thế nhưng cũng đồng nghĩa với việc AI giúp như vậy thì cái việc chúng ta tạo spam nhiều thì cái dữ liệu ở trên internet nó cũng sẽ không còn được chuẩn chỉnh. Đấy là mình chưa kể rằng là AI có thể, có những người có thể sử dụng AI mà nó sai cái nội dung, đúng không ạ? Nó tạo ra được những cái nội dung lừa đảo, những cái nội dung sai sự thật. Thế lúc đấy thì AI có thể cờ đo, có thể là gì? À, chúng ta dùng AI chúng ta viết nội dung, sau đó thì Google lại sử dụng AI để xem rằng cái nội dung đó nó có thật sự chất lượng không. Có những cái nội dung nó sai trái nhưng mà AI của họ cũng không thể biết được đấy, bởi vì là cái việc AI là do những người viết, người ta đưa ra nội dung. Và trước đây mình cũng đã từng có nói rồi, AI ấy thì nó không chỉ là cái chuyện mà viết nội dung đâu, mà nó còn có thể là gì, tạo được cả hình ảnh, tạo được cả video, đúng không? Hay như ngay như bây giờ các bạn nghe thấy là có những cái cuộc gọi lừa đảo bằng AI, họ fake AI, fake cái deep AI, gọi là fake deep ấy, là giả dạng khuôn mặt công an các thứ, thì cái chuyện đó nó bị ảnh hưởng. Thực ra thì AI nó còn tác động rất là nhiều thứ, nó còn có cả mặt xấu mặt tốt, thì cái đấy thì mình cũng sẽ không trao đổi ở trong này, đúng không ạ? Hoặc các bạn mà xem một cái bộ phim mà của, tôi nhớ là của Thụy Điển hay là Thụy Điển hay Bồ Đào Nha đấy, có cách đây cũng phải tầm mấy năm rồi. Đấy thì AI nó làm gì ạ? À? Một cái công ty mà về xe buýt cái thứ về tự động thôi, đây mình nói nó hơi bị sanama một chút, nhưng các bạn hiểu đơn giản nha, về cái tác hại của AI. Lợi là dùng AI để đếm xem có bao nhiêu người lên xe buýt, rồi tự động thanh toán, tự động tất cả thứ luôn. Thế nhưng mà gì ạ? À? Có một cái người hacker xấu, người ta sẽ dùng cái hack được vào cái hệ thống đó, người ta dùng cái AI, sau đó thì nó có một cái vụ gọi là giết người chẳng hạn, thế thì thằng AI nó ghép vào và nó cố tình để đổ tội cho người kia, thì lúc đó thì cái chuyện người kia không thể chứng minh được đấy.
em chào anh Thắng. Thì ok, là cái mặt thứ nhất là gì, mình nói về với những người tác động đến người làm SEO. Thế thì vấn đề là gì? À, nếu như chúng ta mà vẫn viết bài nội dung như ngày xưa, chúng ta vẫn tỉ mỉ, chúng ta mò, chúng ta viết và chúng ta đi tìm hiểu mà chúng ta không sử không tận dụng được AI, thì cái việc nó sẽ mất rất nhiều thời gian đấy, mà thời gian của chúng ta là tiền bạc. Lẽ ra một ngày người ta ngày xưa người ta viết content một ngày được một được hai bài chẳng hạn, nhưng bây giờ cũng với cái lượng như vậy, cũng chất lượng như vậy, cũng các tiêu chí như vậy, các cái format rồi cái guideline rồi cái combo cái cấu trúc như vậy, thì có thể người ta viết được 5 bài. Thì đôi khi như vậy nó đã tiết kiệm thời gian và nó tạo ra giá trị nhiều hơn. Còn cái chuyện mà có nhiều bạn than rằng là AI viết content không chuẩn, thực ra thì cả nhân sự của mình cũng không dùng AI, mà thường chỉ sử dụng AI ấy để xét xét ra những cái ý tưởng gì đó thôi. Còn bản thân bọn mình viết nội dung đánh giá về sản phẩm dịch vụ ấy, thì bọn mình vẫn phải nghiên cứu cái sản phẩm đó đấy, nghiên cứu sản phẩm dịch vụ đó, nghiên cứu khách hàng tiềm năng đó, viết ra đưa ra được những cái ý định tìm kiếm. Bản chất thì nó vẫn dựa vào SEO đấy, để chúng ta nhóm từ khóa, để chúng ta nên được cái cấu trúc, nên được cái title, nên được cái description, rồi viết được cái format, cái com, gọi là cái com cấu trúc ở đối với code CMS của mình auto, nó gọi là có một cái gọi là combo auto ra cơ. Thì cái việc đấy thì chúng ta cũng phải nên tận dụng, chúng ta biết được cái lợi thế của AI, chúng ta sử dụng nó, chúng ta không lạm dụng nó bằng cách là spam auto hoàn toàn, mà chúng ta sử dụng nó. Ví dụ như bạn muốn viết một cái đoạn SEO, bạn muốn viết một cái đoạn mở quảng cáo nhỏ thôi, thì nó rất là ít, thì lúc đấy chúng ta có thể sử dụng AI, chúng ta sử dụng ChatGPT hoặc các công cụ khác giống như ChatGPT để chúng ta sử dụng, để chúng ta viết nó hiệu quả hơn. Đấy là cái tác động đến người làm SEO. Bên cạnh đó thì ngoài cái việc tác động đến người làm SEO về viết nội dung, thì cái chuyện mà thiết kế được ra những cái trang web, thiết kế được những cái câu lệnh, thì AI cũng sẽ giúp cho các bạn dễ hơn. Ví dụ như các bạn muốn nói là à, tôi muốn viết một cái bút tầm bằng CSS A, CSS như này, nền màu đỏ ABC như này, thì AI nó chắc ngay ChatGPT nó xét hết ra cho các bạn luôn, mẫu HTML như này, như này, như này. Đấy, quan trọng là chúng ta có biết sử dụng những cái câu lệnh, những cái truy vấn để ra lệnh cho con bot đó, chúng ta có training để cho con bot đó để làm việc nó hiệu quả hay không. Thì nó giúp cho những người làm SEO có thể là gì, học rất là nhanh, muốn HTML, muốn chỉnh sửa menu, muốn chỉnh sửa cái gì đó đấy. Và các bạn lưu ý rằng là đôi khi có những dữ liệu từ ChatGPT nó cũng bị sai bởi vì nó thu thập trên internet. Còn bạn nào mà có trao đổi về vấn đề về content AI như nào có bị phạt hay không thì có thể comment xuống dưới, đúng không ạ? Đấy là cái thứ hai mà tác động đến người làm SEO về cái việc mà biết thêm chút code, biết thêm các cái việc là xử lý dữ liệu. Hoặc ngày hôm nay các bạn học viên của mình có hỏi câu là anh ơi, cái UpGrade trước đây em dùng thì nó dễ đăng như này như này, nó có hai cái tab, một phần là văn bản, một phần là visual, một là text, một phần là trực quan. Thế bây giờ cái UpGrade nó mới tinh ấy thì nó chỉ có mỗi cái phiên bản chỉnh sửa trực quan thôi. Thế mình bảo em cài thêm một cái plugin này vào, cái plugin này thì nó sẽ cho chỉnh sửa giống như cái quay lại cái classic, cái editor classic kia đấy. Thì đôi khi các bạn đấy biết cái đấy, bạn chỉ cần vào Google Bing, các bạn search vào ChatGPT rồi vào Bing Chat rồi vào ba của Google cũng có thể có đấy. Thì nó giúp cho cái người dùng có thể là người làm SEO có thể học hỏi và tìm hiểu những cái gì đó về kỹ thuật cũng sẽ nhanh hơn. Đấy là cái vấn đề thứ hai, là tác động đến cái người làm SEO. Cái thứ ba thì bây giờ hiện tại cũng có nhiều cái công cụ mà bằng AI sẽ giúp cho những cái người ở webmaster có thể phân tích, có thể đánh giá dữ liệu tốt hơn. Đấy, trước đây thì chúng ta có thể là dùng những cái thằng Hotjar này, CryGT này, bây giờ nó có những công cụ mà dùng AI có thể phân tích dữ liệu hành vi người dùng, rồi kết hợp với cả cái chuyện mà ngay như chúng ta bây giờ đang dùng Google Analytics, nhưng Google Analytics họ cũng có sử dụng AI này, mấy cái phần mềm mà Tag Manager mà dùng ChatGPT, dùng Google Analytics này, rồi Google Search Console này, rồi các thứ ấy, kể cả ngay như cái Google Sheet mà chúng ta đang dùng, Google Docs, Google Sheet chúng ta đang dùng ấy, là AI cũng đã có mặt ở trong đó rồi. Slide, những cái file slide trình chiếu của Google ấy, là AI cũng đang có mặt ở trong đấy rồi. Có thể các bạn không để ý đâu, nhưng những cái đó là AI đã có ở trong đó rồi, Google tích hợp. Đấy, Microsoft đầu tư vào ChatGPT không chỉ để hỗ trợ cho Bình mà kể cả các cái ứng dụng, các cái phần mềm mà của thằng Microsoft cũng sẽ được sử dụng cái thằng ChatGPT để mà AI của nó tương tác sẽ tốt hơn. Thì cái việc thứ đấy là cái việc thứ ba, là giúp cho AI, nó sẽ giúp cho ngoài việc là gì,
Chúng ta nếu chúng ta biết code thì không biết thì chúng ta có thể code được, nhưng chúng ta không biết code thì có những cái đơn vị, thực ra có những đơn vị họ sẽ phân tích đấy, họ sẽ phân tích, họ sử dụng AI để phân tích dữ liệu, phân tích hành vi người dùng truy cập SSI của chúng ta, phân tích từ khóa hay là cái gì đấy cũng là dùng AI rồi, đúng không? Đấy thì đấy là cái mặt về về hỗ trợ với người làm sale. Nhưng có bên cạnh đó thì nó cũng có những cái mặt mà sẽ rất là khó và nó ảnh hưởng đến là tích cực, nhưng mà bây giờ nó sẽ là tiêu cực. Tiêu cực ở đây thì cũng gồm có hai phần, một phần là đến các thuật toán của các công cụ tìm kiếm, thứ hai là tiêu cực cũng đối với những người làm SEO. Cái thứ nhất là đối với những cái câu thuật toán thì các bạn biết rằng là gì, Google và Bing ấy, thì họ đưa ra một thuật toán nào đó thì họ ngoài họ nói họ có 10.000 người gọi là giống như tester ở trên khắp thế giới các cái ngôn ngữ để test, thì cái việc là họ muốn đưa ra một cái gì đó thì AI nó sẽ đưa ra để nó test. Thì cái việc như vậy thì đối với việc chúng ta làm SEO thì có thể là gì, từ khóa nó bị đa, nó nhảy lung ta lung tung, có thể hôm nay nó tốt ngày mai mất tốt, hoặc là hôm nay mất nó chưa có gì đâu thì nó lại đến tốt, thì AI nó cũng phải test. Thế thì trong như thế thì nó ảnh hưởng tiêu cực, đó là gì, nó không đều đẹp đấy. Và như Google thì mình cũng hay nói rằng là bây giờ là trước đây thì mình cũng nói là tập trung vào cái nội dung đấy, thì cái việc mà các bạn biết rằng Google ấy thì họ đưa ra họ test, có những cái họ test ví dụ dữ liệu của cấu trúc, họ vừa rồi họ lại bây giờ họ lại đưa ra test một cái loại dữ liệu của cấu trúc mới. Trước đây thì FAQ thì bây giờ nó lại bỏ, nó chỉ nói là những cái trang web nào uy tín, những trang web nào mà authority, những cái trang web mà gọi là sức khỏe GOV thì nó mới cho FAQ những câu hỏi thường gặp ở dưới dữ liệu cấu trúc đó. Thế thì cái chuyện là chúng ta là những người làm SEO, chúng ta là tester, chúng ta là những người tester chính Google, thì cái việc là gì, thứ nhất là đôi khi có những cái thuật toán nó sẽ làm ảnh hưởng đến cái kết quả của chúng ta, và những cái kết quả đó thì đôi khi có những bạn, bây giờ ví dụ như bây giờ tôi đang có rất nhiều bạn học viên bị tụt, và các bạn cũng chia sẻ rất là mẹo, những cái mẹo rất là hay, bạn ấy em test phát là lên tốt luôn, và cái này không ai nghi ngờ đến. Thế nhưng thực tế rằng thì tôi cũng nói là bây giờ em test như vậy là ok, thế nhưng mà khi mà nó cập nhật xong chẳng hạn một tuần sau, qua tuần phát đến thứ hai thứ ba nó bảo thuật toán đã cập nhật xong rồi, nó cho hết mấy ông đấy vừa sửa lại tụt, thì đôi khi trong cái lúc mà chúng ta sửa luôn thì nó lại bị tụt đấy. Cái vấn đề thứ hai là gì, khi mà AI thì những cái dữ liệu mà như mình nói là gì, do AI nó cũng dựa vào dữ liệu ở trên website từ những người làm content ấy, thế thì khi đó cái nội dung đó nó cũng không được hoàn hảo, cũng không được phù hợp đấy, website chúng ta cũng không uy tín. Kể cả mình làm affiliate ở bên Mỹ ấy, có những cái trang web thực ra nhìn thì rất là uy tín, nhưng bản thân cái nội dung của họ, họ cũng không phải là người trực tiếp review, họ cũng không phải cầm nắm, và họ cũng không phải là chuyên gia, mà chỉ là thuê những cái writer, những cái người mà chuyên về viết bài, viết nội dung content, nội dung cho SEO đấy, và họ đăng lên một cái trang web uy tín thì như vậy họ là nên tốt. Mình cũng có một cái profile ở trang nithang.com, hai một cái có một cái trang, một profile đấy, ở trên nithang có link về Twitter, có link về ấy, của cái tài khoản account của mình. Thì ví dụ như mình lấy cái account đó mình đăng lên trên các trang báo khác thì thực ra author đấy của mình cũng uy tín, nhưng thực ra đó nó không phải là author thật đấy, và mình cũng không phải review thật, có nghĩa là mình không cầm nắm sản phẩm, mình không phải chuyên gia trong ngành nghề đó, mình nghe cái sản phẩm đó giống như tôi nói là tôi mua thử cái tai phone đâu ấy, mở Sony MH400 gì đó, X400 gì đấy, cũng gần chục cổ ấy, nhưng mua về nhưng mà mình không phải là một chuyên gia trong lĩnh vực âm nhạc, mình nghe thực ra thì tôi chỉ thấy nó trống ồn thôi, chứ còn nó cũng tôi không cảm nhận được cái việc để không đánh giá được. Ví dụ cho tôi xem một cái hàng này và hàng nọ, hai sản phẩm fake với hàng chuẩn thì không nói làm gì, nhưng mà một cái sản phẩm, hai sản phẩm nó là lá nhau thì tôi không có về chuyên ngành thì tôi không thể phân tích được đấy. Thì đôi khi là gì, AI nó sẽ lấy những cái nội dung có thể nó không đúng để nó trả về đấy. Bởi vì do chúng ta làm writer, chúng ta làm SEO, chúng ta viết những nội dung nó không phù hợp thì cái việc mà kết quả trả về là như vậy đấy. Cái nữa rằng là gì, cái mặt tiêu cực, nhưng mà cái ý đầu tiên mình nói sâu hơn về cái việc là gì, trước đây thì chúng ta nhớ rằng Google nó cũng đến một thời điểm nó dữ liệu của nó quá lớn, nó cũng rất là cồng kềnh và nó chậm, đúng không?
Thế Google cũng bắt buộc phải tối ưu hóa. Thế thì Google nó nói rằng, à bây giờ thuật toán của tao ấy là có những cái thuật toán này này, AI của tao đã xác định rằng là gì, với lĩnh vực, với cái từ khóa là Best Lip Coffee Maker, tao thấy là có khoảng 1 triệu cái bài viết nói về Best Lip Coffee Maker, những cái máy cà phê drip ấy, hoặc là Best Coffee Maker đi, là 1 triệu cái URL về cái máy pha cà phê tốt nhất, Best Coffee Maker. Thế nhưng mà bây giờ thuật toán nó nói rằng, AI nó bảo rằng là gì, bây giờ không cần, bây giờ ấy là AI đủ thông minh, nó đọc từng cái bài viết uy tín, nó hiểu rồi và nó biết được rằng là những trang này uy tín rồi, thì lúc đấy Google nó chỉ bảo ta không cần phải cờ đo hết 1 triệu dữ liệu này, ta chỉ cần sắp xếp ở trong này 100 hoặc 1.000 cái kết quả bài viết đấy Coffee Maker để ta trả về thôi. Đấy, lúc đấy ta cần thì ta viết thôi. Thế thì có nghĩa là gì, nó sẽ ảnh hưởng đến tiêu cực đối với những người nào, những trang web mới mà chưa thực sự uy tín. Đây là cái mình cũng nói là tại sao mà nó cũng sẽ giết chết những người mới làm, người làm SEO cũng dù nâu hay dù mới, và đặc biệt là những trang web mới làm. Những trang web mới làm bây giờ thì có thể là bạn sẽ không ưu tiên. Ở đây thì mình bỏ qua những cái trường hợp mà lĩnh vực mà tìm kiếm có kiểm duyệt. Đấy, mình chỉ nói từ tìm kiếm có kiểm duyệt thôi. Còn từ khóa như nào thì mình ở đây mình cũng không có chắc chắn, và mình cũng không có livestream, có nói ở trong cái livestream này. Đấy, bởi bản chất có những lĩnh vực ngành nghề thì bản chất Google vẫn phải cần người dùng. Đấy, mình lấy ví dụ như cái từ XSMB đi. Đấy, từ đấy thì nó không vi phạm pháp luật, không vi phạm cái gì cả. Sổ số miền Bắc đi, mỗi một ngày có 2-3 triệu người truy cập, đúng không? 2-3 triệu người search. Ở Việt Nam mình có 100 triệu dân nhưng mà 2% đã search với từ khóa đó rồi. Đấy, thế nếu như mà kẻ Google nó bảo lĩnh vực này đối với bọn tao nó là cờ bạc, tao không cho quảng cáo nữa, tao không kiếm được tiền quảng cáo. Nhưng nếu Google không có sắp xếp được những cái từ khóa đó thì bản chất là Google sẽ mất đi một lượng user là 2 triệu người đó. Biết đâu mà có một thằng công cụ tìm kiếm khác giống như thằng Bing, nó trả về kết quả chuẩn hơn, thì lúc đấy là gì? Là Google mất user. Mà user mất user có nghĩa là mất về tiền. Ở đây thì mình sẽ không nói về quá xa như vậy, nhưng mình đang nói rằng là gì? Với những cái trang web mới thì thực sự nó chưa uy tín. Thì cái này nếu như các bạn để ý sâu nhất đó là về ở Bing. Đương nhiên là Google ok rồi. Và cái Bing vừa rồi là từ tháng 1 năm 2023 này, để và đây cũng là một cái lý do mà bọn mình, cộng đồng của mình thì nhiều anh em làm bây giờ cũng nản và bỏ. Đây là những cái quan điểm mà mình nhận thấy từ cái cộng đồng, từ những anh chị em tham gia cộng đồng học viên. Đấy, và bây giờ thì mình cũng xây dựng hoàn thành hệ thống site vệ tinh, cũng tối ưu hóa, phải co lại nhân sự, tối ưu hóa nhân sự lại. Thì hy vọng là bây giờ là cái việc là bọn mình sẽ bắt đầu là đi khai thác cái hệ thống site vệ tinh cho anh chị em học viên. Đấy, thì cái việc mà gì ạ? Nếu như mà mình mà dùng AI mà viết content thì rất là dễ. Đấy, 400 sai tiếng Anh, 300 sai tiếng Việt dùng AI thì rất là nhanh, nhưng mà hình mình hoàn toàn là cho nhân sự là người viết. Đấy, thì cái mà lẽ ra bây giờ như thế này, nghĩa là trước đây ấy, thì tôi có 400 sai tiếng Anh chuyên về lĩnh vực về garden, về du lịch, về công nghệ như thế này, thì trước đây tôi post bài phát là bình cho nên tốt. Nhưng mình nó bảo bây giờ, Google nó bảo bây giờ như thế này, sai của mày mới đấy, tao vẫn cờ đo một ngày, lẽ ra ngày xưa tao cờ đo một ngày rất là nhiều để cho mày index, mày lập chỉ mục mày lên tốt luôn, nhưng mà không, bây giờ là gì, sai của mày chưa uy tín, tao sẽ để tối ưu hóa cái nguồn tài nguyên của tao, AI của tao nó sẽ tự học, nó tự biết rằng là nội dung của mày uy tín hay không, và cần mức nào, nó có giả sử nó có từ mức từ 1 đến 10 chẳng hạn, nó nói rằng à website này mới chưa uy tín thì tao chỉ để mức cờ đo dữ liệu là 3 thôi, có nghĩa là cứ con số 3 là mức độ ưu tiên. Thế nhưng mà đối với trang NITAM, đối với trang web Techzada, đối với trang này nó uy tín, tao xếp hạng 10. Có khi là đôi khi nó, ngoại trừ những cái trang Google News thì nó áp vào Google News, bot Google News nó vào thì cái đấy không nói làm gì, nhưng có những cái trang đấy thì ở nó uy tín. Đấy, uy tín thì các bạn biết nó có những thuật toán của Google, bao gồm on page, bao gồm ở trên site, on site, off site, bên trên nó sai đó, bên ngoài những gì đó, cái đấy thì mình không nói ở đây. Thế thì cái sai mình cứ, chúng ta cứ đồng ý với nhau đó là một sai uy tín. Còn muốn uy tín như nào thì chúng ta sẽ trao đổi sau. Thế thì khi mà uy tín, tôi cho ông 8, tôi cho ông 9, có nghĩa là cái mức độ ưu tiên mà bot vào xếp hạng là 9, 10. Đấy. Thế thì cái việc đó thì chúng ta sẽ thấy rằng là gì? À, với những người mà làm SEO mới làm chẳng hạn, hoặc làm lâu rồi những trang web mới. Đấy. Thì cái việc mà chúng ta triển khai, chúng ta SEO nó không lên top được ngay. Trước đây thì bọn mình chỉ cần post bài phát lên top luôn. Và mình nói dùng từ trước đây thì người ta gọi là ăn mày quá khứ, nhưng mình nói như thế để lấy ví dụ để so sánh.
Đấy, bọn mình cứ áp 100 từ khóa vào thì có thể ngày mai cả 100 từ khóa lên top, có sale, có liên kết trở về luôn, tự nhiên luôn. Nhưng mà bây giờ thì nó không còn là như vậy nữa. Đấy là cái việc mà gọi là ảnh hưởng tiêu cực đến những người làm SEO, nó tác động ảnh hưởng trực tiếp. Đấy. Tiếp tới đây nữa là gì? Là khi mà gọi là tiêu cực ấy, thì đương nhiên là cái thứ nhất là nội dung có thể trả về không đúng cho người dùng này, thứ hai là ảnh hưởng đến người làm SEO, nó thay đổi liên tục, đúng không? Dữ liệu nó không còn đầy đủ nữa. Đấy. Cái nóng quá, đợi chút, tôi bật điều hòa 26 độ. Đây là thay. Đợi chút tôi cho. Ôi, tôi chết rồi. Câu rồi này. Nóng quá rồi tôi để đờ ra hay sao? Thì cái thứ ba đó về cái phần tiếp theo mà nói về tính tiêu cực. Tiêu cực thì các bạn sẽ thấy rằng là gì? Không phải là chỉ có các công cụ tìm kiếm, không phải chỉ có chúng ta đâu, mà đôi khi ấy, những cái công cụ bên thứ ba, ở đây mình đang nói về, nói là tiêu cực hay là nói thôi, có nghĩa là gì? AI ấy, thì nó sẽ giúp cho những công cụ như các bạn thấy này, Facebook này, các bạn có thể thấy TikTok này, các bạn có thể thấy YouTube này, ngay như mạnh nhất là bây giờ là trước đây thì làm SEO Google thì ở Việt Nam mình ấy, SEO Google thì sau đó là Facebook này lên ngôi, nhưng bây giờ Facebook hạn chế rồi thì lại thằng TikTok lên ngôi, và bản chất TikTok hay Facebook thì họ đều sử dụng AI. Đấy, họ đều sử dụng AI, thì cái việc mà AI nó phân phát cái nội dung ở trên các cái nền tảng, các cái trang web bên ngoài các công cụ tìm kiếm nó phù hợp hơn. Và phù hợp hơn thì người dùng đôi khi họ không cần phải, đôi khi là tôi đang nói chuyện với các bạn là tìm khóa học SEO ở đâu uy tín, là rồi tìm học khóa học affiliate hay kiếm tiền từ affiliate có được không, ví dụ như vậy. Thế thì các bạn sẽ thấy rằng là gì ạ? Các cái nền tảng đó nó phân phối cái nội dung mẫu quảng cáo, phân phối những cái nội dung đúng đến cái người dùng luôn, người ta không cần phải đi tìm kiếm nữa. Thì như vậy thì nó sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến những người làm SEO, thì sẽ mất đi một cái lượng user vào các công cụ tìm kiếm. Đấy. Và lúc đó thì chúng ta mất. Còn ở đây thì mình cũng không phủ nhận là nghề SEO sẽ chết. Bản chất là trong SEO ấy thì có những ngành nghề người dùng vẫn phải tìm kiếm, bởi vì trên các mạng xã hội, trên các cái nó không thể nào, kể cả TikTok các thứ nó cũng không thể nào bán hàng được. Đấy, mà đôi khi vẫn cần phải có những thông tin nó đầy đủ. Đấy. Và có những sản phẩm mà phải xem tận mắt bắt tận tay, thì và nhất là đặc biệt là người Việt Nam mình, cái thói quen là người Việt Nam mình phải xem tận mắt bắt tận tay thì mới mua hàng, mới ký hợp đồng. Có những bạn học viên không tin tưởng, thực ra được bạn bè giới thiệu bảo đi học, học thì bảo lại phải hẹn mình đi cà phê, mà mình thì nói thật là nhiều khi mình không thích đi cà phê. Đấy. Bởi cà phê thì có bạn nói là anh cà phê nếu mà được thì em đăng ký học, là tôi nghe câu đấy là tôi đã không thích đi cà phê rồi. Đấy. Thì đây là mình đang nói về quan điểm về cái việc là AI nó tác động. Thứ nhất là những cái tác động đến, mình sẽ nói lại những cái ý chính. Một là nó sẽ tác động trực tiếp đến các cái thuật toán của các công cụ tìm kiếm. Ở đây là Google, Yahoo và Bing. Và bọn mình đau nhất đó là Bing. Cái thứ hai là tác động đến những người làm SEO. Và cái thứ ba đó là cái phần mà tiêu cực, gọi là cái phần mà gọi là bất lợi cho những người làm SEO. Ở bên cạnh đó thì nếu như bạn nào còn thấy những cái mà ảnh hưởng về của AI đến các cái công cụ tìm kiếm, đến ngành nghề SEO, thì có thể là comment dưới. Cái thứ ba thì mình nói là tiêu cực đấy, và đặc biệt là do các cái AI nó đã tạo ra được rất là nhiều cái thứ để mà các công cụ tìm kiếm họ thu thập dữ liệu. Đấy. Bên cạnh đó thì các cái nền tảng như Facebook rồi TikTok họ cũng có dữ liệu và họ cũng trả về dữ liệu chuẩn hơn, thì lúc đấy thì sẽ ảnh hưởng đến các cái việc là người dùng không cần phải tìm quá nhiều thông tin ở trên internet nữa. Đấy.